Nam sinh 15 tuổi bị loạn thần, hôn mê do ngộ độc cần sa. Nam sinh 15 tuổi vào Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội trong tình trạng lơ mơ, nói nhảm, nhịp tim nhanh, tình trạng ý thức tiến triển xấu dần, sau đó xuất hiện co giật và hôn mê do ngộ độc cần sa. Các bác sĩ khoa hồi sức tích cực nội khoa Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân 15 tuổi ở Tuyên Quang bị ngộ độc cần sa. Trước khi nhập viện, bệnh nhân có các dấu hiệu loạn thần, sau đó co giật, tím tái và được đặt ống nội khí quản tại bệnh viện tỉnh. Khi chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương, người bệnh đã trong tình trạng lơ mơ, nói nhảm, nhịp tim nhanh, tình trạng ý thức tiến triển xấu dần, sau đó xuất hiện co giật và hôn mê. Tiến sĩ bác sĩ Chu Thanh Sơn, khoa hồi sức tích cực nội khoa, ngày 15 tháng 11 cho biết khai thác tiền sử. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân sử dụng chất gây nghiện, kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy em dương tính với chất ma túy trong cần sa. Theo gia đình, cách đây 3 năm, em sử dụng chất gây nghiện với nhóm bạn, đã được cơ quan chức năng xử lý. Đến nay cha mẹ giám sát, em không giao du với nhóm bạn. Tuy nhiên, một tháng trước khi nhập viện, em ở nhà một mình khoảng 20 ngày, khả năng sử dụng lại chất gây nghiện trong thời gian này. Tiến sĩ bác sĩ Chu Thanh Sơn cho biết cần sa là chất kích thích, gây nghiện thường được sử dụng bằng cách cuốn vào tờ giấy trắng hoặc nhồi trong điếu thuốc lá, thuốc lào để hút. Khi sử dụng cần sa, người dùng thường có triệu chứng như nhịp tim nhanh, vã mồ hôi, xung huyết kết mạc, chảy nước mắt, nói nhiều, hoang tưởng, kích động mạnh, thậm chí có những hành vi và hành động tiêu cực tự gây hại cho mình và người khác. Sử dụng cần sa trong thời gian dài thường liên quan đến các bệnh lý tâm thần, viêm phế quản, tăng nguy cơ ung thư, rối loạn nhịp tim và bệnh lý mạch vành. Ngộ độc nặng có thể gây ra tình trạng khó thở, suy hô hấp, co giật, sốc, đe dọa tính mạng. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Loan, trưởng khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương, khẳng định cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa con cái sa vào con đường nghiện hút. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong giai đoạn trẻ đang trải qua thời điểm khó khăn như quá trình thay đổi tâm sinh lý và hình thành nhân cách tuổi dậy thì, chuyển cấp học, chuyển trường hay gia đình có nhiều mâu thuẫn, cha mẹ ly hôn. Gần gũi làm bạn với con, giúp con có sự cân bằng hợp lý giữa học tập, nghỉ ngơi, thư giãn và thể thao là cách các bậc phụ huynh nên làm để giúp con có lối sống lành mạnh, phòng ngừa nguy cơ sử dụng chất ma túy. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Loan khuyến cáo, một số dấu hiệu gợi ý nguy cơ trẻ có thể đã sử dụng chất ma túy như rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, thức suốt đêm hoặc ngủ quá nhiều, sao nhãng các thú vui hoặc sở thích bình thường trẻ vẫn thích, rối loạn hành vi, dễ cáu giận, nhu cầu cần nhiều tiền và kết quả học tập sút kém. Nếu thấy trẻ có các dấu hiệu như trên, cần đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.